lại gọi để giải thích gì ạ? Anh bình tĩnh đi xem nào. Chuyện này cũng đâu phải lỗi của một mình tôi đâu. Cái gì? Thế là do tôi à? Hả? Tôi làm mọi chuyện để giữ danh dự cho cái gia đình này thôi. Thì tất cả những gì tôi làm cho cái nhà đấy là công công ấy à? Cô im mồm. Cô làm gì? Cô tự biết. Tôi không muốn nghe những lời bào chữa cô nữa. Nhi của bố chưa dậy ngủ à? Chắc là do bố nó to quá nên Nhi thức giấc đúng không? Ngủ ngoan đi để bố còn làm việc nhá. Bố sắp kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho con rồi. Alo. Alo. Nguyễn Anh à? Tôi biết việc này rất khó cho cậu, nhưng... Tôi đã hoàn thành công việc và gửi nó mail cho anh rồi. À, cái bằng khen của tôi đâu? Tôi còn chờ mỗi đó để hoàn thành bộ sưu tập của mình ấy. Ông định quy tôi à? Cậu vẫn không hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Vấn đề là tiền thưởng đâu? Con gái tôi đang khóc trong phòng. Nó tội tình gì nữa chứ? Nguyễn Anh, chuyện này xảy ra đã lâu rồi. Cậu cần phải biết chấp nhận nó. Và cho nhà cậu không có tiếng trẻ con đâu không cả. Sao ông không thể hiểu được là tôi cần cái số tiền như thế nào này? Tôi cần số tiền này cho con tôi, cho Nhi và cho cả danh dự của tôi nữa. Cậu không hiểu à? Cậu nghĩ danh dự của cậu có thể mang con bé Nhi về lại à?